Cái nội dung bài học ấy là các anh chị sẽ học cái hệ thống phân loại thuốc ở trên thế giới, và mình học hệ thống phân loại thuốc ở Việt Nam. Đối với hệ thống phân loại thuốc ở trên thế giới thì các anh chị sẽ học về hệ thống phân loại theo giải phẫu điều trị hóa học, hệ thống phân loại theo dược lý điều trị và hệ thống phân loại của Viện Nghiên cứu Y tế Canada. Đó, ở Việt Nam mình cũng có các cái cách phân loại thuốc, ví dụ như là có cái danh mục về thuốc thiết yếu này, có danh mục thuốc chủ yếu này, rồi có danh mục mà các nhóm thuốc kê đơn này, rồi danh mục thuốc không kê đơn này, và mình cũng có cái hệ thống ATC, tức là hệ thống phân loại theo giải phẫu điều trị hóa học của Tổ chức Y tế Thế giới nha các anh chị. Đó, rồi mình đi vô một số ví dụ về ứng dụng cái hệ thống phân loại ATC tại bệnh viện hiện nay. Đó, nội dung của mình gồm những phần như vậy. Giờ mình sẽ đi vào cái hệ thống phân loại thuốc ở trên thế giới ha. Đối với cái hệ thống phân loại thuốc ở trên thế giới là mình đi vào hệ thống số 1 là hệ thống phân loại theo giải phẫu. Thì cái hệ thống phân loại thuốc theo giải phẫu ấy, hệ thống phân loại theo giải phẫu thì là được đề xuất vào năm 1971 bởi Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường Dược phẩm Châu Âu, viết tắt là IFACMA. Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường Dược phẩm của Châu Âu, thì cái này là IFACMA, đề xuất vào năm 1971. Thì ở đây Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường Dược phẩm Châu Âu, người ta đề xuất là phân loại thuốc ấy là phân theo giải phẫu, tức là phân theo cái cơ quan mà thuộc tác động nhá. Phân theo cơ quan mà thuộc tác động anh chị, là thuộc tác động vào những cái giải phẫu mà, nên là theo cơ quan. Đây, ví dụ đây nhá. Cái theo giải phẫu thì người ta sẽ phân thuộc thành từng cái nhóm theo giải phẫu này. Đã có này, đường tiêu hóa và chuyển hóa này, máu và cơ quan tạo máu này. Đó, thuộc nó sẽ tác động vào cơ quan nào thì mình sẽ phân loại thuộc theo từng người nhóm như vậy. Rồi hệ tim mạch này, da liễu này, hệ sinh dục, tiết niệu và hormone sinh dục này. Các chế phẩm hormone tác dụng toàn thân ngoài trừ hormone sinh dục. Rồi kháng khuẩn tác dụng toàn thân, rồi dung dịch dùng trong bệnh viện. Đó, tác nhân kháng ung thư và điều hòa miễn dịch, hệ cơ xương, hệ thần kinh, ký sinh trùng, hệ hô hấp, các giác quan, rồi tác nhân dùng trong chẩn đoán và một số nhóm khác nữa. Đó thì người ta phân loại theo giải phẫu là như vậy, phân loại theo cái cơ quan mà thuộc tác động ha. Và trong cái hệ thống phân loại theo giải phẫu thì thuốc sẽ được chia thành 16 nhóm và có 4 phân bậc khác nhau dựa vào cơ quan mà thuộc tác động. Đó, nó có 16 nhóm và có 4 phân bậc nhá. Ở đây thì mình có cái phân bậc số 1 và số 3 ấy, thì được biểu thị bằng một chữ cái. Còn phân bậc thứ 2 và thứ 4 thì nó được biểu thị bằng một chữ số. Đây các anh chị này, ví dụ như là cái esomeprazole chẳng hạn, thì người ta sẽ phân loại ra là mã hóa ra nó thành là A2B2 nhá, A2 và B2, tức là nó sẽ có 4 ký tự, 4 phân bậc đó các anh chị. 16 nhóm thì tương ứng với cái 16 cái nhóm này này. 16 nhóm và nó được chia thành 4 cái phân bậc. 4 phân bậc thì ở đây là ký từ cái phân bậc số 1 về số 2 ấy, số 1 về số 3 này này, là người ta sẽ ký hiệu bằng một chữ cái nhá. Còn phân bậc số 2 về số 4 ấy là người ta sẽ biểu thị bằng một chữ số. Đó, là về người ta sẽ từ cái tên thuốc người ta sẽ mã hóa ra thành cả cái ký từ, chữ và số. Rồi tiếp theo là cái hệ thống phân loại giải phẫu điều trị hóa học, thì nó cũng tương tự giống như cái hệ thống phân loại theo giải phẫu thôi, nhưng mà ở đây là ngoài cái việc là phân loại theo giải phẫu thì người ta sẽ phân theo điều trị nữa, tác dụng điều trị và phân theo cái cấu trúc hóa học anh chị, cái nhóm chức mà thuốc tác động, cái nhóm chức mà cái nó tạo ra cái tác dụng của thuốc ha. Ở đây thì lịch sử về cái sự hình thành của cái hệ thống phân loại ATC nhá, giải phẫu điều trị hóa học, năm 1969 này. Năm 1969 thì nhóm nghiên cứu sử dụng thuốc được thành lập. Đó, năm 1969 nhá. Một cái nhóm nghiên cứu sử dụng thuốc được thành lập. Rồi,
đến năm 1970 thì hệ thống phân loại ATC ra đời. Đó, năm 1970 á, hệ thống phân loại ATC ra đời. Đến năm 1975 là có một cái hệ thống phân loại ATC DDD, tức là cái liều xác định trong ngày á anh chị. Cái hệ thống phân loại ATC DDD là được phát triển. Thì đến năm 1976 hệ thống phân loại thuốc ATC DDD là được sử dụng rộng rãi. Cái DDD nó là liều xác định trong ngày nhá. Tiếp theo là năm 1981, văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới ở châu Âu đã giới thiệu cái hệ thống phân loại ATC DDD cho các nghiên cứu quốc tế. Đó, đến năm 1982, Trung tâm Hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới về phương pháp thống kê thuốc là được thành lập ở Na Uy. Và năm 1996, Tổ chức Y tế Thế giới công nhận cái hệ thống phân loại ATC DDD nó là một cái tiêu chuẩn quốc tế. Đó là cái lịch sử của hệ thống phân loại ATC DDD là như vậy. Nó bắt đầu từ một cái nhóm nghiên cứu sử dụng thuốc được thành lập năm 1969 và nó đi từng trải qua từng giai đoạn, và cuối cùng đến năm 1996 thì cái hệ thống phân loại ATC DDD nó làm được công nhận là một cái tiêu chuẩn quốc tế. Rồi, đối với cái hệ thống phân loại ATC DDD thì là cái cấu trúc của nó là gồm có được xây dựng dựa trên ba yếu tố. Cái A đó là chữ A, chữ T và chữ C đó anh chị. Chữ A ấy là nó chỉ cái bộ phận cơ thể mà thuộc tác động vào nhá, nó là giải phẫu mà. Đó, còn chữ T là nói về điều trị anh chị, tác dụng điều trị của thuốc, giải phẫu, điều trị. Rồi C là hóa học, các đặc trưng hóa học của thuốc hay là cái nhóm chức, nhóm chức mà nó tạo nên cái tác dụng của cái loại thuốc đó. Đó, nhóm chức hóa học của thuốc nhá, A, T, C. Đó thì cái hệ thống phân loại ATC là dựa vào ba yếu tố là ATC đó, là giải phẫu, điều trị và hóa học. Giải phẫu tức là cái bộ phận cơ thể mà thuốc tác động vào, điều trị là tác dụng điều trị của thuốc, còn hóa học là cái nhóm chức, cái cấu trúc hóa học của thuốc hay là cái nhóm chức của thuốc mà nó tạo ra cái tác dụng điều trị đó. Mà thuốc nó mà nó gắn kết vào một cái vị trí nào đó ở trong cái cơ thể con người á. Tiếp theo nữa là cái danh pháp thì tên hoạt chất sẽ được ghi theo tên chung quốc tế nhá. Về danh pháp á, tên hoạt chất là sẽ được ghi theo tên chung quốc tế. Nếu không có tên quốc tế thì chọn theo tên được chấp nhận ở Mỹ hoặc là ở Anh đó. Về cái danh pháp là người ta sẽ sử dụng tên quốc tế, có nghĩa là khi mà mình nói về một cái loại thuốc nào đó thì mình sẽ dùng là ví dụ như paracetamol đó. Người ta sẽ trong cái khi mà mã hóa cái thuốc thành cái mã ATC ấy, thì người ta sẽ cái tên thuốc người ta sử dụng là paracetamol, chứ người ta không sử dụng là panadol hay là habacol, mà người ta dùng theo cái tên hoạt chất là gọi theo tên chung quốc tế nha anh chị. Rồi nếu như mà không có tên quốc tế thì người ta sẽ chọn theo cái tên mà được chấp nhận ở Mỹ hoặc là ở Anh. Rồi tiếp theo nữa, cô ví dụ như ở đây khi mà tra cứu paracetamol ấy anh chị, cô ví dụ như ở đây này đây nhá, khi mà người ta tra cứu cái paracetamol ấy, cô mở to lên cho các anh chị xem này. Người ta mở video để người ta tra cứu ở trên cái hệ thống phân loại ATC DDD ấy, thì người ta tra về cái hoạt chất đối với paracetamol thì người ta lại tìm kiếm ra được 9 kết quả. Có 9 kết quả tìm kiếm là về paracetamol, tức là nó có đến 9 cái mã phân loại ATC các anh chị. Các anh chị có thể lý giải được vì sao mà là paracetamol mà nó để có đến tận 9 cái mã phân loại không? Cũng là một cái hoạt chất là paracetamol, nhưng mà khi mình tra cứu thì nó ra đến khi 9 cái mã phân loại ATC. Các anh chị suy nghĩ cho cô lấy cái sắc tím, cô sẽ thấy.
sao anh chị? Khi mà mình tra ở trên cái hệ thống tra cứu về cái mã phân loại APC ấy, thì lúc tra thì nó lại hiện ra hình chỉnh kết quả tìm kiếm về cái paracetamol luôn. Vì sao vậy? Cùng một hoạt chất mà có đến 9 mã APC luôn. Anh chị không biết à? Vậy thôi, mình cứ để đó đi, một lúc nữa mình sẽ trả lời nhé. Một lúc nữa có khi mình là biết ạ. Bây giờ mình sẽ đi tiếp này. Đối với cái một nhóm thuốc các anh chị, đối với mỗi nhóm thuốc thì sẽ có ít nhất là một mã phân loại. Ít nhất sẽ có một mã phân loại. Đó, có nghĩa là nó sẽ có nhiều hơn một mã anh chị. Bao gồm 5 bậc phân loại. Thì khi mà quy ra cái mã ATC thì nó có đến 5 cái bậc á, 5 bậc phân loại. Nó khác với cái hệ thống phân loại theo giải phẫu ấy thì nó chỉ có 4 phân bậc. Nhưng mà cái hệ thống phân loại ATC thì nó có đến 5 bậc nhá. Bậc số 1 nó là một chữ cái. Nó chỉ cái bộ phận giải phẫu của cơ thể nơi mà thuốc tác động vào. Chỉ cái bộ phận giải phẫu của cơ thể nơi mà thuốc tác động vào. Và bậc 1 thì được chia thành 14 nhóm nhỏ tương ứng với 14 chữ cái. Đó. Đến bậc 2 ý, nó là 2 ký tự số. Bậc 1 là 1 chữ cái này anh chị. Thì bậc 2 nó lại là 2 ký tự số. Nó chỉ tác dụng điều trị chính có liên quan đến bộ phận giải phẫu cơ thể mà thuốc tác động vào. Bậc 3, bậc 4 nó là một chữ cái. Bậc 3 cũng là một chữ cái và bậc 4 cũng là một chữ cái. Nhưng mà cái bậc 3 là nói về cái nhóm thuốc điều trị cụ thể. Còn bậc 4 là nhóm hóa học có liên quan đến tác dụng dược lý. Đó. Bậc 5 nó là 2 ký tự số. Nó chỉ nhóm chức hóa học cụ thể của thuốc. Như vậy là ở trong một cái mã phân loại ATC nó sẽ có 5 bậc. Trong đó là cái bậc số 2 và bậc số 5 là ký tự số. Các anh chị, 2 ký tự số. Còn bậc 1, bậc 3, bậc 4 là một chữ cái nhá. Nhớ giùm cô là trong cái hệ thống phân loại theo giải phẫu ấy thì nó sẽ có 4 phân bậc, mà 1 với 3 là chữ cái, còn 2 với 4 là một chữ số, một thôi, một ký tự số thôi anh chị. Thế còn đối với bên này là nó 2 ký tự số, bậc 2 và bậc 5 ấy. Ví dụ như này này, cái mã phân loại paracetamol mà có cái mã ATC là N02BE01 này anh chị. N02BE01. Nếu như mà cái azomeprazole lúc này là A2B2. Cái này là A2 chứ không phải A02 nhé, A2B2. Thì cái này nó được quy định là N02. Nó có đến 2 ký tự số các anh chị. 2 ký tự N02BE01. Đó, N ấy là chỉ nơi tác dụng của thuốc là cái hệ thần kinh. N này là nói về cái giải phẫu này. Đó, là về cái hệ thần kinh này. Xong rồi đến N02 ý, thì nó chỉ tác dụng điều trị của thuốc. Thì 02 này này là chỉ tác dụng điều trị của thuốc là giảm đau hạ nhiệt. Đó, B là nói về tác dụng dược lý cụ thể. Là nói về cả cái thuốc giảm đau và hạ nhiệt, không thuộc nhóm thuốc phiện. Đó. Xong đến bậc 4 ấy, bậc 4 là một chữ cái luôn. E là chỉ nhóm chức hóa học có liên quan đến tác dụng là cái dẫn chất của anilid. Còn 01 nó là 2 ký tự số để chỉ đích danh tên hoạt chất là paracetamol luôn. Đó, mỗi cái paracetamol mà người ta mã hóa ra thành N02BE01. Thì sau khi cái này là các anh chị sẽ hình dung là tại sao paracetamol nó sẽ có nhiều mã phân loại. Bởi vì sao? Nó có thể kết hợp với nhiều hoạt chất. Đúng rồi, hoặc là nó sẽ tác dụng ở trên nhiều cơ quan khác nhau. Đúng rồi, nó có thể tác dụng ở trên nhiều cái cơ quan khác nhau. Thì khi đó cái bậc 1 nó có thể thay đổi đi anh chị ha. Đúng không? Tiếp theo nữa là xong về cái hệ thống phân loại theo giải phẫu điều trị hóa học nhá. Tiếp theo là đến cái hệ thống phân loại theo dược lý điều trị. Đối với hệ thống phân loại theo dược lý điều trị được Hiệp hội Dược sĩ Bệnh viện Hoa Kỳ thiết lập vào năm 1959. Dựa trên cái bảng phân loại về bệnh tật ICD sử dụng ở Hoa Kỳ và Canada. Không biết các anh chị
có ở trong cái cuốn quản lý và kinh tế dược ấy, mình có nhắc đến cái mảng phân loại ICD anh chị. Cái mảng phân loại, bảng phân loại về bệnh tật ấy, là người ta sẽ phân ra thành 10 chương bệnh nha anh chị. À, phân loại theo bệnh tật á, người ta phân thành cả chương bệnh. À, rồi cái hệ thống phân loại theo dược lý điều trị này là sử dụng ở Bắc Kỳ ở Canada, gồm có phân bậc, bốn phân bậc. À, người ta phân loại thuốc, cái mã hóa thuốc là thành bốn phân bậc. Phân bậc thứ nhất thì có 31 nhóm, phân bậc thứ hai 189 nhóm, phân bậc thứ ba có 269 nhóm và phân bậc thứ tư thì có 105 nhóm. Thì mình cũng chỉ quan tâm đến đó thôi nhá. Đối với cái hệ thống phân loại của Viện Nghiên cứu Y tế Canada, ở đây ấy là người ta muốn xây dựng ra một cái hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến thuốc, mà là cái hệ thống này nó hoàn toàn miễn phí các anh chị. Mình sẽ được tra cứu trực tuyến hoàn toàn miễn phí và tự do tiếp cận đó. Thì Viện Nghiên cứu Y tế Canada họ xây dựng ra một cái hệ thống phân loại về thuốc nhá, mà trong đó phiên bản đầu tiên ấy, phiên bản đầu tiên là phát hành vào năm 2006 với có tổng là 2.133 loại thuốc, mà bao gồm luôn cả các cái thuốc có phân tử nhỏ rồi thuốc có công nghệ sinh học mà được FDA chấp nhận đó. Rồi sau đó đến năm 2017 là có một cái phiên bản mới nhất là phiên bản 5.0.11 đấy, có chứa đến tận 10.917 loại thuốc, gần 11.000 loại thuốc anh chị. Mà trong đó thì có 2.349 thuốc là đã được phê duyệt rồi, 926 thuốc thì được công nhận về công nghệ sinh học, 108 thuốc bổ sung, rồi có hơn 5.069 thuốc thử nghiệm, rồi còn có 1.786 chuỗi protein hoàn chỉnh về cấu trúc nữa cơ. À, nói chung là cái hệ thống cơ sở dữ liệu, cái ngân hàng về thuốc này nó khá là lớn, được phát triển ngày càng mạnh đó. Và cái nó chứa một cái lượng lớn cái về thông tin về thuốc, mà đến gần 11.000 loại thuốc ở trong cái phiên bản năm 2017. À, xong về cái hệ thống phân loại của thế giới nha anh chị, của thế giới mình có cái hệ thống phân loại theo giải phẫu này, gồm có bốn phân bậc này, bốn phân bậc đúng không, nó sẽ phân loại theo cái cơ quan mà thuộc tác động vào, và nó được mã hóa thành bốn phân bậc. Phân bậc 1,3 là một chữ cái, 2,4 là một ký tự số. À, và cái nó có bốn phân bậc nhưng mà nó chia thành là 16 nhóm dựa vào 16 cái cơ quan mà thuộc tác động ấy đó. Còn hệ thống phân loại ATC, giải phẫu điều trị hóa học, thì nó cấu trúc của nó là gì, đi theo ba cái mã giải phẫu điều trị hóa học luôn, A, T và C đó. Nó gồm có ba thành phần như vậy, giải phẫu điều trị và hóa học. Hóa học tức là cái cấu trúc hóa học ấy ha. Gồm có 5 bậc nha, N01, BE02 đó, nhớ là nhiều ví dụ dây cho gì cũng được. N01, BE02, cái phân bậc số 1 ấy, số mấy nữa, số 3, số 4 là một chữ cái, phân bậc số 2, số 5 là hai ký tự số đó. Và một thuộc thì nó sẽ có nhiều, có ít nhất là một cái mã phân loại ATC nhá. Cái mã đó ở Việt Nam mình cũng áp dụng. Mã ATC được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận nó là một cái tiêu chuẩn quốc tế, một cách để phân loại thuộc mà mang tính chất quốc tế là vào năm mấy ta? ATCDDD. Ừ,
Rồi. Đó là cái hệ thống phân loại theo cái mã TC, rồi phân loại theo dược lý điều trị là của Hội Dược sĩ Bệnh viện Hoa Kỳ, đúng không? Còn hệ thống phân loại của Viện Nghiên cứu Y tế Canada nữa. Đó, có bốn cái hệ thống phân loại như vậy. Tiếp theo là mình đi vào hệ thống phân loại thuốc tại Việt Nam. Cảm ơn thầy Đức. Hệ thống phân loại thuốc tại Việt Nam ấy thì nói chung là cũng có nhiều cách phân loại làm các anh chị. Ở Việt Nam mình ấy cũng có nhiều cách phân loại thuốc lắm. Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý an toàn của Bộ Y tế vào năm 2005 thì mã số của một thuốc mang tính định hướng về tính điều trị của thuốc. Mã ATC sẽ giúp cho cán bộ y tế hiểu được một cách khái quát thuộc tác động vào hệ thống cơ quan nào trong cơ thể, tác dụng điều trị và nhóm công thức hóa học của thuốc để định hướng việc sử dụng thuốc trong điều trị, đảm bảo hiệu lực của thuốc và tránh nhầm lẫn. Đó, nói chung là khi mà mình phân loại thuốc á, mình mã hóa cái thuốc xong ấy thì cái mã ATC này nó rất là quan trọng luôn. Bởi vì mình khi mà mình nhìn vào cái mã ATC ấy, là mình sẽ định hướng được là thuốc nó sẽ tác động vào cơ quan nào. Rồi, tác dụng điều trị của thuốc là gì? Và nhóm công thức hóa học nào sẽ gây ra cái tác dụng đó. Đó, để từ đó mình định hướng việc sử dụng thuốc các anh chị nhá. Tránh cả cái sự việc là nhầm lẫn. Rồi, bắt buộc ở Việt Nam mình, nói về cái hệ thống ATC ở Việt Nam mình là bắt buộc phải có mã ATC của các hãng sinh. Bắt buộc nhá, phải có mã ATC của các hãng sinh. Đó, là đầu tiên là người ta sẽ xây dựng mã ATC của hãng sinh trước. Sau đó thì trong cái quá trình mà đấu thầu thuốc ấy là các công ty dược sẽ phải cung cấp mã ATC vào trong cái hồ sơ thầu. Và khi trúng thầu thì sẽ nhập vào cái hệ thống quản lý dược của bệnh viện. Như vậy là lúc này là sẽ xây dựng được cái mã ATC của cả cái loại thuốc luôn. Nhưng mà khi mà xây dựng thì áp dụng thứ tư là gì? Mình sẽ xây dựng cái mã ATC của hãng sinh trước. Đó, còn những cái loại thuốc khác thì trong cái quá trình đấu thầu là sẽ hoàn thiện bổ sung dần. Nhá, các cái công ty dược á sẽ phải cung cấp mã ATC trong cái hồ sơ thầu. Và nếu trúng thầu thì bắt đầu là sẽ nhập vào cái hệ thống quản lý của bệnh viện. Rồi, cái đường link để tra cứu cái mã ATC thì ở đây có rồi. Đây, đường link nhá. Tra cứu mã ATC của Tổ chức Y tế Thế giới. Thì ở đây chụp lên cái hình ảnh về cái tra cứu về mã ATC anh chị. Tra cứu mã ATC á. Ha. Thì ở đây các anh chị có để ý ở đây có một cái chỗ để mình tìm kiếm này anh chị. Hoặc có thể là mình sẽ nhập vào cái mã ATC ở đây để mình tìm kiếm. Hoặc có thể là mình sẽ nhập theo cái tên hoạt chất. Là tên Trung Quốc tế đúng không? Để mình tìm kiếm đó nhá. Đây này. Đó, thì khi mà ở trường hợp này là đang nhập cái mã paracetamol. Rồi, ấn tìm kiếm cái. Thì sau khi ấn đây là phòng to lên đó anh chị, phòng to lên đây này. Một là mình nhập mã ATC để mình ấn nút tìm kiếm thôi. Hai nữa thì mình nhập tên hoạt chất này. Rồi, sau khi mình bỏ vô mình ấn nút tìm kiếm thì lúc này kết quả nó hiển thị là có 9 kết quả. 9 cái mã ATC đối với paracetamol. À, 9 mã là bởi vì sao vậy? Ở đây các anh chị là paracetamol thì nó có thể là dạng đơn chất hoặc là dạng kết hợp nhá, nó có thể là dạng đơn chất hoặc là dạng phối hợp với những cái hoạt chất khác. Đó. Thì nó mà, ví dụ như ở đây là paracetamol phối hợp với codeine nè. Rồi paracetamol phối hợp với dihydrocodeine nè. Rồi paracetamol phối hợp với oxycodone này. À, rồi para phối hợp với cái gì nữa? Tramadol này. Đó. Hay là có những cái dạng mà dạng bao chế của nó khác các anh chị. Nó dạng bao chế và dạng bao chế của nó sẽ khác. Thì còn mà dạng cái mã ATC nó cũng có thể thay đổi đi. Nhá. Và ở đây thì người ta tìm cái mã đây này. N02BE01 đúng không? Là N là gì? 02BE01 là nhập ra. Ví dụ như ấn vào cái N02BE01 thì nó ra như này. Nó hiển thị như vậy. À, và có liều xác định luôn này anh chị. Liều xác định trong ngày này. Thấy không? Liều xác định trong ngày này. Bán đấy. Đó, 3 gram đơn vị 3 gram một ngày. Đó, nó hiển thị luôn. ATC DDD mà hiển thị ra cái liều luôn. Rồi. À, mã ATC thì nó cũng được đề cập ở trong nhiều cái thông tư.
Ví dụ như ở đây có thông tư 21 năm 2013 ha, là buổi sau anh chị sẽ học bài này đấy, thông tư 21 năm 2013 là có quy định về phân tích nhóm điều trị, có đề cập đến cái hệ thống phân loại ATC ở phụ lục số 3 là cái hội đồng thuốc và điều trị đó các anh chị. Thông tư 31 năm 2011, thuốc và hoạt chất được sắp xếp theo mã ATC trong danh mục thuốc tân dược thì gồm có 9 cặp thuốc. Và ngoài ra thì các bệnh viện cũng sắp xếp thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu, danh mục thuốc chủ yếu, danh mục thuốc kê đơn và không kê đơn. Đối với danh mục thuốc thiết yếu ấy, thuốc thiết yếu là gì? Thuốc thiết yếu nó là những cái thuốc mà cần thiết tối thiểu để điều trị những bệnh thông thường mà đa số người dân hay mắc phải. Nhá, thuốc thiết yếu á, là những thuốc cần thiết tối thiểu để điều trị những bệnh thông thường mà đa số nhân dân hay mắc phải. Người ta gọi đó là thuốc thiết yếu. Và Bộ Y tế có ban hành ra một cái danh mục thuốc thiết yếu với anh chị. Danh mục thuốc thiết yếu là do Bộ Y tế ban hành. Và từ cái danh mục thuốc thiết yếu đó, nó là cơ sở để xây dựng ra danh mục thuốc dùng ở trong bệnh viện, là cơ sở để xây dựng ra danh mục thuốc bảo hiểm y tế. Cái danh mục thuốc thiết yếu ấy, nó là cơ sở để xây dựng ra danh mục thuốc bảo hiểm y tế, cũng là cơ sở để xây dựng ra danh mục thuốc dùng ở trong bệnh viện. Tiếp theo nữa là cái danh mục thuốc chủ yếu. Danh mục thuốc chủ yếu là danh mục những thuốc mà được sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh. Nhá, danh mục thuốc chủ yếu á là danh mục các thuốc mà được sử dụng ở cơ sở khám chữa bệnh. Đó, và từ cái danh mục thuốc chủ yếu đó thì các bệnh viện mới bắt đầu là sẽ xây dựng ra danh mục thuốc mà dùng cho bệnh viện của mình. Đó, Bộ Y tế thì ban hành ra cái danh mục thuốc chủ yếu là danh mục những thuốc dùng ở trong bệnh viện ấy. Nhưng mà mỗi bệnh viện có những cái đặc thù riêng của bệnh viện đó, do cái mô hình bệnh tật nó có cái sự khác biệt ra các anh chị. Ví dụ bệnh viện Nhi Đông này, bệnh viện Lão Khoa này, bệnh viện Ung Biếu này, bệnh viện Tai Mũi Họng, mỗi bệnh viện sẽ có cái mô hình bệnh tật khác nhau. Cho nên là từ cái danh mục thuốc chủ yếu thì các bệnh viện mới bắt đầu lựa chọn thuốc và xây dựng ra danh mục thuốc cụ thể cho bệnh viện mình nhá. Tiếp theo nữa là mình sẽ có danh mục thuốc kê đơn và danh mục thuốc không kê đơn. Cái danh mục thuốc kê đơn ấy là thực hiện theo thông tư 52 năm 2017 ấy, thì là mình sẽ có 30 nhóm thuốc phải kê đơn và bán theo đơn. Có 30 nhóm thuốc phải kê đơn và bán theo đơn. Ví dụ như là nhóm thuốc gây nghiền nè, nhóm thuốc hướng thần tiên chất nè, nhóm thuốc kháng sinh nè, nhóm hóc môn và nội tiết tố nè. Các anh chị học ở bên bài quy chế kê đơn rồi. Rồi ngoài ra thì Bộ Y tế cũng có xây dựng ra danh mục thuốc không kê đơn nữa. Thực hiện theo cái thông tư 07 năm 2017. Thì lúc này là có cái danh mục thuốc hóa dược, vaccine sinh phẩm không kê đơn ấy. Xin lỗi, danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm không kê đơn ấy, thì là có 243 hoạt chất. Đó là cái danh mục thuốc không kê đơn. Và dựa vào cái danh mục thuốc không kê đơn này, người ta sẽ phân loại ra thuốc nào là thuốc kê đơn, thuốc nào là thuốc không kê đơn. Rồi. Bây giờ mình lại đi cụ thể hơn một chút về cái hệ thống phân loại ATC của Tổ chức Y tế Thế giới. Thì hệ thống phân loại ATC của Tổ chức Y tế Thế giới là các anh chị học là gì? Nó có đi kèm theo cái đơn vị đo lường kỹ thuật, đó là DDD. Người ta gọi là liều xác định trong ngày. Người ta gọi là liều xác định trong ngày các anh chị. DDD đây này là tổng liều trung bình mỗi ngày cho người trưởng thành, cho những cái chỉ định chính và duy trì hàng ngày. Cái hệ thống phân loại ATC này, ở đây này, là các bệnh viện hiện nay thì cũng phân loại theo hệ thống ATC các anh chị, bởi vì là nó đem lại cái hiệu quả rất là tích cực mà mình có nói rồi đó. Dựa vào cái hệ thống phân loại ATC thì bác sĩ người ta sẽ định hướng được là
cái thuốc nó sẽ tác động vào cái cơ quan nào, tác dụng điều trị của nó là gì, cấu trúc hóa học của nó như nào nhá. Cho nên là nó sẽ đem lại cái hiệu quả rất là tốt đó. Và trong cái hệ thống phân loại ATC là có cái đơn vị kỹ thuật để đo lường mà được sử dụng thống nhất ở trong cái hệ thống này là DDD, là cái liều xác định trong ngày nhá. DDD nó là tổng liều trung bình mỗi ngày cho người trưởng thành, cho những chỉ định chính và duy trì hàng ngày, là một đơn vị mang tính kỹ thuật được sử dụng để so sánh việc sử dụng thuốc trong công tác điều trị. Rồi, nó được sử dụng cùng với cái hệ thống phân loại ATC. Đó, đơn vị tính của nó thì tùy thuộc vào dạng báo chí đó. Ví dụ như là thuộc mà dạng viên nén viên nang thì người ta tính là miligam, đó, gam miligam gì đó. Thuộc dạng lỏng dạng tiêm thì người ta sẽ dùng thể tích thôi, millilit, đúng không? Thế việc chuyển đổi tổng số lượng thuốc sử dụng thành liều xác định trong ngày cho phép xác định sơ bộ số ngày điều trị của một thuốc được mua, phân phối và tiêu thụ. Nhờ đó mà cá thể có thể là so sánh được thuốc điều trị tại các khoa lâm sàng ở trong bệnh viện. Ở đây cái ví dụ cái mã ATC ấy, ví dụ ứng dụng cái hệ thống ATC tại bệnh viện hiện nay thì mình có là cái mã ATC là giúp đây cán bộ y tế xác định được ba cái A, T và C. A, nói rồi ha. A là tác dụng mà thuộc muốn tác động vào cái hệ thống cơ quan trong cơ thể. Đó, T là tác dụng điều trị và C là nói về nhóm công thức hóa học của thuốc. Đó, mục đích là để định hướng việc sử dụng thuốc anh chị. Định hướng xem là cái nên lựa chọn cái dạng báo chí nào hay là cái loại thuốc nào, cái hoạt chất nào để cho nó đi vào đúng cái bộ phận mà mình mong muốn á. Ví dụ là ở đây cái mã ATC ấy, nó là gồm có 5 cái nhóm ký hiệu hay là 5 bậc, đúng không? 5 bậc N02D01 này mình có nói rồi. Thì cái N ấy nó là chỉ cơ quan mà thuộc tác động vào đó, hay còn gọi là cái mã giải phẫu, thì mình có 14 cái nhóm giải phẫu. Nó khác với cái hệ thống phân loại theo giải phẫu là nó có 16 nhóm, thì ở đây có 14 nhóm. Và được quy định là bằng một chữ cái tiếng Anh. À, đây các anh chị này. Nhá. Đường tiêu hóa và chuyển hóa này, máu cơ quan tạo máu này, hệ tim mạch này, thuộc dùng trên da này, hệ tiết niệu và hormone sinh dục này. Đó, nó lấy mấy cái chữ cái đâu luôn này các anh chị. À. Rồi tiếp theo là 14 nhóm tất cả. Tiếp theo là nhóm ký hiệu thứ hai thì là một nhóm có hai chữ số, bắt đầu từ số 01. Bắt đầu từ số 01 nhé. Nhằm chỉ chi tiết hơn về giải phẫu và định hướng một phần về điều trị. Đó, ví dụ như là N01 ý, là người ta nói về thuốc gây tê gây mê. N02 là nói về giảm đau hạ nhiệt. Đó, N03 là thuốc chữa động kinh nhá. Cũng là N là tác động vào cái hệ thần kinh, nhưng mà tiếp theo cái 01, 02, 03 này nó sẽ đi vào những cái nó sẽ có nói cụ thể hơn ha, về cái điều trị, đúng không? Nó định hướng về cái điều trị. À, tiếp theo nhóm ký hiệu thứ 3 nó là một chữ cái, N02B chẳng hạn. B là nói về cái gì đấy? Gây tê tại chỗ. N02B à, 01 chứ, 01B là thuộc gây tê tại chỗ. Đó, mà 01A ấy là thuộc gây tê toàn, gây mê toàn thân. N01 là gây tê mê mà. Còn N02 ấy, thì nó sẽ có 02A là opioid, mà 02B nó là thuộc nhóm giảm đau hạ nhiệt. Đó, nắm steroid à, đúng không? Nó không phải là thuộc nhóm thuốc phiện, nó không phải là cái nhóm opioid. Rồi, tiếp theo nữa là đến B xong rồi, B là nói về cái giảm đau hạ nhiệt này. Tiếp theo là đến E. E ở đây là N02BE01. Thì nó là nhóm ký hiệu thứ tư, nó là một chữ cái mà nó bắt đầu bằng chữ A nhá. Phân nhóm tác dụng điều trị dược lý hóa của thuốc, ví dụ như là N01A thì nó là gây mê toàn thân. Thì lúc này là nó sẽ có tiếp là gì? A tiếp theo nữa là nói về cái gì? À, cái nhóm ethe đó, mà B là nhóm halogen, mà F là nhóm barbiturat đó. Rồi nhóm ký hiệu thứ 5 nó là một chữ hai ký tự số đó, chỉ tên thuộc cụ thể luôn. Ví dụ N02D01 là nói về paracetamol
đó, thuộc nhóm gì, tác dụng là gì, là nó chỉ rõ ra luôn ha. Đó, nó đi từng cái như này. Rồi, như vậy nguyên tắc ở đây là gì? À, mình dựa vào cái mã ATC ấy, là để mình phân loại thuốc. Đó, phân loại thuốc thì nếu như mà dựa vào tác dụng điều trị chính ấy, thì mỗi thuốc nó sẽ có một mã ATC. Nếu mà mình dựa vào tác dụng điều trị chính ấy, anh chị, thì là một thuốc nó chỉ có một mã ATC thôi. Nhưng nếu như mà mình dựa vào tác dụng điều trị của nó, thì một thuốc nó có thể có nhiều cái tác dụng điều trị, hoặc là nó sẽ có nhiều cái cơ quan mà thuộc tác động, thì lúc này nó sẽ có nhiều cái mã ATC nhá. Rồi ví dụ như ở đây cái anh chị xem cái prednisolone ấy, đó, nó sẽ có các mã ATC ở đây là có 7 mã ATC. Prednisolone á, nó khác nhau ở cái gì? Cái dạng dùng của thuốc và cái đích tác dụng của thuốc, tức là cái cơ quan mà thuộc tác động, đúng không? Ví dụ như ở đây là dung dịch này, thuốc đàn này, kem thuốc mỡ, viên nén, thuốc tiêm này, nhỏ này, nhỏ mắt này, nhỏ tai này, nhỏ mũi này. Cái này là nó sẽ khác nhau về cái dạng dùng và khác nhau về cái cơ quan mà thuộc tác động, cũng là prednisolone hết, nhưng mà cái mã của nó sẽ khác nhau. Cho nên là nếu như mà mình sử dụng vào một cái tác dụng chính, ví dụ như là tác dụng chính của nó là kháng viêm tại ruột, thì nó chỉ có một cái mã ATC thôi. Đó, hoặc là tác dụng của nó là gì? À, nhỏ mũi, kháng viêm ở mũi, thì nó cũng chỉ có một mã ATC. Nhưng mà nếu mình dựa vào cái tác dụng của thuốc, có nghĩa là nó sẽ có nhiều tác dụng, hoặc là nhiều cơ quan mà thuộc tác động, thì tương ứng nó sẽ có nhiều mã ATC. Cho nên là này hỏi vì sao mà paracetamol khi mình tra nó lại có nhiều cái mã ATC như vậy, là bởi vì sao? Nó có nhiều cái cơ quan mà thuộc tác động vào. Nhá. Rồi tiếp theo nữa là thuốc ở dạng phối hợp nhiều hoạt chất, thì người ta nhận thấy như này này, đối với những cái thuốc mà dạng phối hợp chứa hai hay là nhiều hoạt chất ấy, cùng bậc phân loại thứ tư, thì thường sẽ có mã 20 hoặc là 30 trong cái bậc phân loại thứ năm. Có ví dụ như hai cái thuốc là lidocaine với pilocaine, thì cái lidocaine nó là N01BB02, còn cái pilocaine là N01BB04. Như vậy là hai cái này nó sẽ cùng cái bậc phân loại số 4, đúng không anh chị? N01BB. Hai cái này nó sẽ cùng cái bậc phân loại này. Vậy thì hai cái thuốc mà phối hợp của hai cái này nó sẽ có cái mã phân loại là 20 hoặc là 30, thì ở đây là phối hợp của hai cái này sẽ là N01BB20. Nhá. Các dạng thuộc phối hợp chứa hai hoặc nhiều hoạt chất mà những cái hoạt chất đó cùng bậc phân loại thứ tư, thì thuộc phối hợp của nó sẽ có mã phân loại là ở bậc thứ năm ấy là 20 hoặc là 30. Được không? Anh chị có hiểu không? Cái quy luật á, khi mà người ta kiểm tra về cái mã phân loại thì người ta sẽ thấy quy luật nó là như vậy. Nhá. Rồi tiếp theo nữa là hai hay nhiều thuộc hoạt chất mà không cùng bậc phân loại thứ tư thì có mã sẽ là từ 50 trở lên. Đó, nó không cùng bậc phân loại thứ tư thì nó mã của nó sẽ là từ 50 trở lên. Ví dụ như cái phối hợp của phenylpropanolamine này và cái bromphenylamine, hoặc là phenylpropanolamine với cả cinnarizine ấy, thì nó sẽ không trùng về cái bậc phân loại thứ tư, thì cái mã của bậc phân loại thứ năm nó sẽ là 51. Đó, cái thuộc phối hợp ấy, người ta thấy như vậy đó. Nếu như hai cái hoạt chất mà nó cùng cái bậc phân loại thứ tư rồi, nó không một BB này, đến cái bậc số 4 này, thì cái thuộc phối hợp của hai cái đó nó sẽ có cái bậc số 5 sẽ là 20 hoặc là 30. Đó, còn nếu như mà hai cái hoạt chất phối hợp với nhau mà nó không cùng bậc phân loại thứ tư, thì cái bậc phân loại thứ năm nó sẽ là từ 50 trở lên. Rồi, tiếp theo nữa là các dạng phối hợp có chứa thuộc hướng tâm thần mà không được phân loại theo mã N05 hay là N06 thì được phân loại theo bậc thứ năm có mã từ 70 trở lên. Đó, là ví dụ như là cái thuộc chứa thuộc hướng tâm thần, nhưng mà cái này là N02 chứ không phải N05 mà không phải N06. À, N02 này thì sao? Nó là đến lúc cái bậc số 5 của nó sẽ là từ 70 trở đi. Đó, người ta nhìn thấy cái quy luật như vậy anh chị. Ví dụ như là acid acetin salicylic ấy, nó là
kết hợp với các cái chất hướng thần. Thì khi N mà mã của nó là N02 thì đến bậc phân loại thứ 5 nó sẽ là từ 70 trở lên. Đó, ở đây là 71. Rồi các dạng phối hợp chứa hai hoặc là nhiều hoạt chất cùng bậc phân loại thứ 4 thường có mã 20 hoặc 30 trong cái bậc phân loại thứ 5. Rồi, đó. Nó cùng cái này nói thôi mà. Tiếp theo nữa là việc nghiên cứu cái hệ thống phân loại thuộc theo hệ thống ATC được các tiến sĩ tại khoa dược bệnh viện tham khảo chủ yếu dựa vào dược sư công gia Việt Nam. Số lượng các nhóm trong thức phân loại là nó ở trong cái dược sư công gia Việt Nam. Rồi, bây giờ một số câu này. Ví dụ như trên thế giới thì có bao nhiêu cái hệ thống phân loại thuốc? Anh chị mới học xong á, trên thế giới có bao nhiêu hệ thống phân loại thuốc ta? Có 4 ạ. Đúng rồi, có 4, đúng không? Có 4 cái hệ thống phân loại thuốc. Hệ thống phân loại theo giải phẫu được đề xuất vào năm mấy? Xem anh chị có nhớ không nào? 1971. Đúng, 1971. Rồi hệ thống phân loại theo giải phẫu thì có bao nhiêu nhóm, bao nhiêu phân bậc? 16 nhóm, 4 bậc. Đúng rồi, 16 nhóm, 4 phân bậc. Ha, còn cái ATC nó có 14 nhóm. Thế còn cái phân loại theo giải phẫu là nó có 16 nhóm mà 4 phân bậc A2B2. Cái esomeprazole lúc nãy mình nhắc đến là A2B2. 16 nhóm và 4 phân bậc. Rồi, phân bậc thứ nhất và thứ ba được biểu thị bằng bao nhiêu chữ cái? A2B2. Một chữ cái. Một thôi đúng không? A mà, nó chỉ có A thôi, là một chữ cái. Phân bậc thứ 2 và thứ 4 được biểu thị bằng bao nhiêu chữ số? A2, B2. Một chứ. Một chữ số luôn cô. A2 mà. 2 là một ký từ số thôi các anh chị. Hoặc là một chữ số đó. Đó, một chữ số thôi. Tiếp theo, hệ thống phân loại ATC ra đời vào năm nào? ATC á, ra đời vào năm nào? 1970 ạ. À, 1970. Đó. Rồi, Tổ chức Y tế Thế giới công nhận hệ thống phân loại ATCDDD nó là một tiêu chuẩn quốc tế vào năm mấy? Này cô có hỏi rồi đúng không? Dạ, 1996 cô. 1996. 1996. Tiếp, hệ thống phân loại ATC được phân loại là mấy, dựa vào mấy yếu tố? ATC có mấy yếu tố nhá? Ba đúng không? Ba là A với T với C đó, giải phẫu điều trị hóa học. Trong hệ thống phân loại ATC, bậc 3 có ký hiệu là gì? N02, BE01, N02, B. Bậc 3 là gì ta? Hoặc là 13, 134. Một chữ cái. Đúng rồi, một chữ cái. Nhá. Bậc 1, bậc 3, bậc 4 là một chữ cái. Rồi, còn 2 thì sao? Bậc 2. À không, đây là cái hệ thống phân loại theo cái gì nhỉ? Dược lý điều trị đúng không? Thì cái này là có phân bậc thứ hai là có bao nhiêu nhóm? Dạ 189 nhóm mà cô. Rồi tiếp theo, quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược. Quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược là thông tư mấy? 52 ạ. Đúng rồi, năm 2017. Cho này đúng với liều xác định trong ngày. Liều xác định trong ngày. Là tổng liều trung bình mỗi ngày cho người trưởng thành cho những chỉ định chính và duy trì hàng ngày, là một đơn vị mang tính kỹ thuật được sử dụng để so sánh việc sử dụng thuốc trong công tác điều trị, thường được sử dụng cùng với hệ thống phân loại ATC. Đây, tất cả đúng. Tất cả đều đúng. Nhá. Tất cả đều đúng. B nha anh chị. Được chưa? Rồi bây giờ các anh chị ngồi các anh chị ôn bài đi, để 8 giờ mình làm.